Như vậy, các em đã tìm hiểu xong bài số 40, đó là bài quần xã sinh vật. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tiếp theo của chương số 2, bài số 41, diễn thế sinh thái. Như vậy, diễn thế sinh thái là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài nhé. Nội dung của bài này bao gồm 4 phần lớn. Thứ nhất, tìm hiểu về khái niệm diễn thế sinh thái. Thứ hai, các loại diễn thế sinh thái. Thứ ba, nguyên nhân của diễn thế sinh thái. Và thứ tư, tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái. Chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên là khái niệm diễn thế sinh thái. Diễn thế sinh thái đó là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn. Và sự biến đổi tuần tự này tương ứng với sự biến đổi của điều kiện môi trường. Chúng ta lấy ví dụ. Giả sử trên hình các em thấy rằng chúng ta có một quần xã ban đầu chưa có sinh vật sinh sống, chỉ là một vùng đất trống trơn. Nhưng trong một khoảng thời gian sau, bắt đầu vùng đất này sẽ có thay đổi. Đầu tiên các em thấy rằng sẽ có chảng cỏ mọc lên. Tiếp theo đến các loài thực vật lớn hơn hình thành ra các quần xã cây bụi. Rồi tiếp theo hình thành các khu rừng thưa. Và cuối cùng một khoảng thời gian lâu sau có thể hình thành nên các quần xã rừng cây gỗ lớn. Như vậy, chúng ta thấy đó chính là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn. Và tương ứng với cái sự biến đổi này, đó phải là sự biến đổi của điều kiện môi trường. Ví dụ rằng, nếu ban đầu chỉ là một vùng đất trống trơn, thì lúc này các em thấy độ ẩm trong đất sẽ rất thấp và nhiệt độ trong đất sẽ rất cao. Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào đất, nó đã làm cho nước trong đất bốc hơi đi hết. Và như vậy, sau đó khi có thảm thực vật mọc lên, có chảng cỏ thì nhờ có thực vật này nó sẽ hạn chế quá trình rửa trôi xói mòn và lúc này ánh sáng mặt trời không còn tác động trực tiếp vào trong mặt đất nữa mà đã có thảm thực vật che phủ nên lúc đó chúng ta thấy rằng độ ẩm có khả năng tăng lên và độ màu mỡ của đất cũng tăng lên và khi độ màu mỡ tăng lên nó lại tiếp tục tạo điều kiện cho các loài thực vật lớn hơn tiếp tục phát triển và cứ như vậy theo chiều hướng càng ngày chúng ta thấy rằng nó sẽ hình thành các quần xã thực vật càng ngày càng lớn hơn. Như vậy, các em phải nhớ những đặc điểm chính của diễn thế sinh thái. Đó phải là sự biến đổi tuần tự, chứ không phải biến đổi một cách đột ngột. Và lúc đó sự tương ứng với sự biến đổi này phải là sự biến đổi của điều kiện môi trường. Phần tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về các loại diễn thế sinh thái. Diễn thế sinh thái bao gồm hai loại. Thứ nhất là diễn thế nguyên sinh và thứ hai là diễn thế thứ sinh. Đầu tiên, diễn thế nguyên sinh, các em quan sát hình. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế bắt đầu từ một giai đoạn mà trong khu vực sinh sống chưa có quần xã sinh vật và trải qua các giai đoạn nó hình thành một quần xã có sinh vật sinh sống một cách ổn định. Như vậy, từ đó chúng ta có khái niệm diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. Và quá trình của diễn thế này ban đầu từ môi trường chưa có sinh vật. Tiếp theo sẽ đến giai đoạn là quần xã tiên phong, tức là quần xã đầu tiên phát tán tến. Đó có thể là một số quần xã trảng cỏ chẳng hạn. Rồi tiếp theo là các giai đoạn chính giữa bao gồm nhiều quần xã biến động cách tuần tự với nhau. Và giai đoạn cuối cùng người ta gọi là giai đoạn đỉnh cực. Đó là một quần xã tương đối ổn định. Tức các em hiểu rằng đến giai đoạn này thì tạm thời diễn thế sẽ dừng lại. Quần xã sẽ không biến đổi thành dạng khác nữa. Tiếp theo là diễn thế thứ sinh. Như vậy, diễn thế thứ sinh khác với diễn thế nguyên sinh ở chỗ nào? Chúng ta dựa vào tên gọi của hai diễn thế này thì chúng ta dự đoán được một phần của sự khác biệt nhau. Diễn thế nguyên sinh là loại diễn thế diễn ra trước, còn thứ sinh là loại diễn thế diễn ra sau. Như vậy, cụ thể như thế nào thì các em quan sát hình. Chúng ta nhớ diễn thế nguyên sinh của quá trình hình thành một rừng cây gỗ lớn mà các em đã tìm hiểu ở phần phía trước. Như vậy, nếu giả sử như khu rừng này nếu không có những cái tác động quá lớn của điều kiện môi trường thì khu rừng này sẽ không bị biến đổi thành một dạng khác. Nhưng nếu giả sử do điều kiện môi trường một nhân tố quá lớn diễn ra, ví dụ một trận cháy rừng như là trận cháy rừng ở cuối năm 2019 xảy ra ở nước Úc chẳng hạn, thì lúc này những nhân tố môi trường quá lớn tác động vào thì lúc đó sẽ làm cho quần xã này ban đầu đã hình thành một quần xã sẵn nhưng có thể bị biến đổi đi để trở thành một quần xã khác. Như vậy các em thấy rằng diễn thế thứ sinh khác biệt cơ bản với diễn thế nguyên sinh ở chỗ. Diễn thế nguyên sinh bắt đầu từ môi trường, chưa có sinh vật, hình thành nên một quần xã ổn định. Còn diễn thế thứ sinh phải là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có quần xã sinh vật và do một nguyên nhân nào đó nó bị biến đổi thành một quần xã khác.
Và nguyên nhân có thể là do điều kiện tự nhiên. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy diễn ra một trận cháy rừng, hoặc cũng có năng là một trận bão lớn chẳng hạn, nó làm cho quần xã bị biến đổi đi, nhưng cũng có thể do con người tác động vào. Chúng ta lấy ví dụ, giả sử từ một rừng liên nguyên sinh ban đầu, nếu giả sử để rừng liên nguyên sinh này thì chắc chắn nó sẽ không bị biến đổi thành một quần xã khác. Nhưng nếu con người chúng ta vào khai thác và chặt hết cái cây liên, thì lúc này nó sẽ làm cho quần xã này bị biến đổi đi, từ một rừng liên nguyên sinh trở thành một rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng, tiếp tục vẫn có thăng, tiếp tục bị suy thoái trở thành rừng cây gỗ nhỏ cây bụi, rồi tiếp tục thành cây bụi và chảng cỏ, và cuối cùng chỉ còn lại một chảng cỏ thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân của diễn thế thứ sinh có khả năng đó là do tác động quá lớn của điều kiện tự nhiên hoặc là do con người. Phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân của diễn thế sinh thái. Như vậy diễn thế sinh thái diễn ra là do hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân bên ngoài và thứ hai là nguyên nhân bên trong. Nhóm nguyên nhân bên ngoài chính là nguyên nhân tác động của ngoại cảnh, ví dụ như là mưa bão, lũ lụt, núi lửa, các tác nhân quá lớn của điều kiện ngoại cảnh tác động vào quần xã, làm thay đổi cấu trúc quần xã nên quần xã bị biến đổi. Nhưng ngoài nguyên nhân bên ngoài, chúng ta còn có nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên trong đó là do sự cạnh tranh của các nhóm loài trong quần xã. Khi các nhóm loài trong quần xã cạnh tranh hoạt động, nó cũng sẽ có tác động đến môi trường và làm thay đổi môi trường sống. Và khi môi trường sống bị thay đổi, quần xã cũng phải thay đổi theo. Và trong quá trình này, các em thấy rằng loài ưu thế có vai trò hết sức quan trọng. Vì loài ưu thế là loài có số lượng nhiều, hoạt động mạnh trong quần xã, nên loài ưu thế này sẽ tác động lớn nhất đến môi trường sống, sẽ làm thay đổi môi trường sống nhiều nhất và từ đó dẫn đến diễn thế sinh thái. Chúng ta cùng lấy một ví dụ. Đây các em có, đó là diễn thế của đầm nước nông. Chúng ta thấy rằng giai đoạn đầu tiên chỉ là một đầm nước, trong đầm nước này thậm chí còn chưa có sinh vật sinh sống. Và tiếp theo, từ một đầm nước trống này bắt đầu hình thành các loài sinh vật thủy sinh, ví dụ các loài động vật hoặc các loài thực vật. Như vậy hình thành một quần xã. Quần xã này cái máy qua khoảng thời gian sinh sống lâu dài, lúc này do sự hoạt động của các loài sinh vật trong đầm này bắt đầu dẫn đến sự thay đổi về môi trường sống. Ví dụ xác của các loài động thực vật khi chết đi, nó sẽ bị lắng xuống dưới đáy của đầm, tạo thành một lớp lắng động phía dưới. Sự hoạt động các loài sinh vật hai bên bờ của đầm này cũng có năng gây hiện tượng sạt lở, đất đá có năng rớt xuống dưới đáy đầm này cũng để tạo thành cái lớp lắng động phía dưới. Và như vậy qua một khoảng thời gian lâu dài, cái lớp đáy này càng ngày sẽ càng dày lên, làm cho cái độ sâu của đầm này càng ngày càng giảm đi. Và quá trình này cứ tiếp tục diễn ra sau một khoảng thời gian lâu hơn nữa. Lúc này lớp đáy đầm càng ngày càng được dâng lên, và đến một lúc nào đó nó sẽ lấp đầy luôn cái đầm nước ban đầu. Như vậy các em thấy rằng từ một đầm nước ban đầu nó đã trở thành một khu đất ẩm. Và khi đã trở thành một khu đất ẩm, các loài thực vật ở hai bên bờ đầm có năng di cư xâm lấn vào trong lầm đầm. Lẽ ra trước đây đã là môi trường nước, còn bây giờ đã trở thành môi trường trên cạn. Như vậy sau một khoảng thời gian lâu hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng nó trở thành một khu rừng, không còn dấu tích gì của một đập nước. Như vậy đó là một diễn thế sinh thái. Và nguyên nhân của diễn thế sinh thái này rõ ràng không phải là do nguyên nhân bên ngoài, mà là nguyên nhân do sự hoạt động của các loài sinh vật bên trong quần xã này. Đó chính là nguyên nhân bên trong. Và nếu so sánh giữa vai trò của nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong của diễn thế sinh thái, thì các em nhớ rằng nguyên nhân bên trong mới chính là nguyên nhân quan trọng tác động thường xuyên để dẫn đến diễn thế sinh thái. Chúng ta có phần cuối cùng của bài, tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái. Như vậy, nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp gì cho đời sống con người? Đầu tiên, nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp con người chúng ta dự đoán được các quần xã đã tồn tại trước đó và các quần xã sẽ được hình thành trong tương lai, và từ đó điều khiển diễn thế theo ý muốn của con người. Chủ động xây dựng kế hoạch trong việc khai thác, bảo vệ hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người. Chúng ta lấy ví dụ như hình ảnh các em thấy, đó là hình ảnh của quá trình chúng ta nạo vét đáy của Hồ Gươm. Giống như diễn thế của đầm nước nông mà chúng ta đã phân tích ở phần trước đó, thì lúc này ở Hồ Gươm hoặc là kênh Hồ Gươm ở Hà Nội hoặc là kênh Nhiêu Lộc ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra các quá trình tương tự. Qua quá trình thời gian lâu dài thì các lớp trầm tích nó sẽ lắng đọng ở dưới đáy
do đáy hồ càng ngày càng nhiều, lúc đó nó sẽ gây ô nhiễm môi trường và các loài sinh vật trong hồ này sẽ không tồn tại được. Nên lúc đó con người chúng ta dự đoán được điều này, cho nên con người chúng ta biết được cách để cải tạo môi trường sống, để trả lại sự trong sạch cho hồ Gươm bằng cách chúng ta sẽ nạo vét cái lớp trầm tích động dưới đáy hồ. Và ngoài ra chúng ta cũng có khả năng làm thêm một số vòi phun. Cái vòi phun này là nhằm mục đích để bổ sung thêm cái hàm lượng oxy hòa tan trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật sống ở trong nước hồ. Như vậy, các em đã vừa cùng thầy tìm hiểu xong nội dung kiến thức của chương số 2 quần xã. Sau bài giảng này, các em lưu ý xem lại thật kỹ nội dung bài giảng và kiến thức trong sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi cuối sách giáo khoa và làm các bài tập trắc nghiệm kèm theo bài giảng. Như vậy, nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào các em, chúc các em học tốt.